triệu tập Bình Ruồi đối chất với Trương Mỹ Lan, Tô Đại tính gì với Tổng Trọng? Phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã diễn ra hơn 10 ngày. Theo cáo trạng, bà Lan đã được Ngân hàng SCB xét duyệt hàng nghìn khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Đến nay, sau khi trừ đi tài sản đảm bảo có giá trị, thiệt hại mà bà Lan gây ra là hơn 498.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc tham ô tài sản của SCB hơn 304.000 tỷ đồng, cùng với đó là hơn 129.000 tỷ đồng tiền lãi và các chi phí phát sinh. Bị cáo Trương Mỹ Lan trước tòa. Mới nhất, trong lời khai của bà Trương Mỹ Lan trước tòa, vào ngày 11 tháng 3, bà nói bà thực hiện theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước với yêu cầu bằng mọi giá phải làm sao sát nhập được 3 ngân hàng yếu kém. Theo báo Tuổi Trẻ, trong lời khai trước tòa, bà Lan khẳng định Ngân hàng Nhà nước nhờ tôi phải đi kêu gọi bạn bè đầu tư để làm sao phải nắm cổ phần trên 65% nhóm này góp tiếng nói cùng bị cáo để hợp nhất thành công. Đồng thời, bà Lan cũng thừa nhận mặc dù bà không hiểu biết về lĩnh vực ngân hàng, nhưng bà vẫn được các lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khi đó động viên bà đứng ra hợp nhất 3 ngân hàng yếu kém lại. Được biết, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB ra đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2012 trên cơ sở hợp nhất 3 ngân hàng yếu kém là Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính, ngân hàng người Mỹ gốc Việt, hiện làm việc ở Hà Nội cho rằng những lời khai của bà Lan trước tòa về chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước cần phải được xác minh thêm. Theo chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu, để xác minh lời khai của bà Lan, hội đồng xét xử cần phải triệu tập các lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước vào thời điểm đầu năm 2012 khi bà Lan đứng ra sát nhập 3 ngân hàng để đối chất. Được biết vào thời điểm này, vào ngày 1 tháng 1 năm 2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là ông Nguyễn Văn Bình. Dưới sự điều hành của Thống đốc Nguyễn Văn Bình, không chỉ có vụ bê bối Ngân hàng SCB đang xét xử hiện nay, Thống đốc Bình còn tạo ra hàng loạt đại án liên quan tới hệ thống ngân hàng. Đáng chú ý là đại án ngân hàng nào cũng gây thiệt hại ở mức hàng ngàn tỷ đồng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Ví dụ đại án ACB Nguyễn Đức Kiên gây thiệt hại khoảng 3.000 tỷ đồng. Đại án Vietinbank Huỳnh Thị Huyền Thư thiệt hại 4.900 tỷ đồng. Đại án Oceanbank Hà Văn Thắm thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng. Đại án Sacombank Trầm B thiệt hại khoảng 15.000 tỷ đồng. Đại án Ngân hàng Xây dựng Phạm Công Danh thiệt hại 18.000 tỷ đồng. Và những con số cứ như thế nối tiếp nhau còn dài nữa. Ngoài ra, dưới thời Thống đốc Nguyễn Văn Bình, Ngân hàng Nhà nước còn sáng kiến mua lại các ngân hàng tư nhân chuẩn bị đổ bể. Lý do tiếp tục tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, bảo vệ an ninh kinh tế, tài chính, quốc gia. Nhưng sau khi tái cơ cấu, các doanh nghiệp ngân hàng lại tiếp tục lỗ hàng ngàn tỷ đồng nữa, rồi họ lại kêu gào tái cơ cấu lần nữa. Đó là lý do vì sao vào tháng 11 năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, vì những vi phạm nghiêm trọng khi còn là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Theo giới phân tích, đây là một diễn biến đốt lò mạnh nhất trước Đại hội Đảng thứ 13, trước những đồn đoán cho rằng Nguyễn Văn Bình được cơ cấu ngồi ghế Thủ tướng Chính phủ khi đó. Ông Bình cũng được đánh giá là một nhân vật thân cận và là tay hòm chìa khóa của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Khoảng một năm sau khi Nguyễn Văn Bình trở thành Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vào tháng 8 năm 2012, Global Finance đã xếp hạng ông Bình là một trên 20 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kém cỏi nhất trên thế giới. Còn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì được xếp vào nhóm 10 ngân hàng trung ương tệ hại nhất trên thế giới. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Sau Đại hội 12 vào năm 2026 và năm 2016, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đá bại ông Ba Dũng, thì có một điều bất ngờ, Nguyễn Văn Bình trở thành Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Kinh tế Trung ương, vừa được đánh giá là rất thân thiết với Tổng Trọng. Qua lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước và ông Nguyễn Văn Bình, liệu rằng ban lãnh đạo Việt Nam và Tổng Bí thư Trọng có dám làm rõ trách nhiệm của Nguyễn Văn Bình hay không?
công luận thấy rằng chẳng lẽ chỉ một mình ông Nguyễn Văn Bình chịu trách nhiệm hay sao? Tập thể và cá nhân nào đã đưa ông Bình đến ghế thống đốc ngân hàng nhà nước? Với những sai phạm rõ ràng như thế, nhưng vì sao không xử lý kỷ luật? Thậm chí còn tiếp tục đưa ông Bình vào Bộ Chính trị khóa 13 thì không thể vô can. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin triệu tập Bình ruồi đối chất với Trương Mỹ Lan, Tô Đại tính gì với Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Vụ Vạn Thịnh Phát, liệu phút cuối bom nổ chậm Đỗ Thị Nhàn có phát nổ hay không? Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã gây thiệt hại số tiền đến tới 606.000 tỷ đồng. Truyền thông nhà nước đưa tin và khẳng định, trước khi ngân hàng SCB xảy ra sự cố, đã có đến 70 lượt đề xuất thanh tra ngân hàng này và đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, nhưng không được lãnh đạo cấp trên chấp thuận. Vụ Vạn Thịnh Phát, bà Đỗ Thị Nhàn nói nhận tiền để gia đình được an toàn. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 11 tháng 3 giật tít, vụ Vạn Thịnh Phát, bà Đỗ Thị Nhàn nói nhận tiền để gia đình được an toàn. Bản tin cho biết bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu tránh thanh tra cơ quan thanh tra, giám đốc, giám sát ngân hàng nhà nước nói về lý do thu hẹp phạm vi thanh tra ngân hàng SCB là do trưởng đoàn thanh tra xin điều chỉnh kế hoạch vì lý do thời gian thanh tra còn ít, bị cáo nghĩ rằng như vậy là bình thường. Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, sau đó, Viện Kiểm sát tiếp tục thẩm vấn bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu trưởng đoàn thanh tra về vai trò của bà Trương Mỹ Lan trong hoạt động của ngân hàng SCB. Theo bị cáo Nhàn, khi ở đoàn thanh tra, bà chỉ biết rằng bà Lan là chủ đầu tư của SCB. Sau này làm việc với cơ quan điều tra thì mới biết vai trò của bà Lan là rất lớn. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn khai, việc bị cáo nhận tiền của Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB là hoàn toàn thụ động vì bị cáo không có sự bàn bạc với bất cứ một ai ở SCB. Đáng chú ý, bị cáo Nhàn khẳng định đứng trước sự lựa chọn giữa an toàn cho bản thân và gia đình với việc tạm thời vi phạm pháp luật thì bị cáo chấp nhận tiền để được an toàn cho gia đình. Sau truy vấn hội đồng xét xử, bị cáo Nhàn thừa nhận đã nhận tiền 4 lần với tổng số tiền là 5,2 triệu đô la. Tờ báo Tuổi Trẻ cho hay bị cáo Nhàn cũng được ngược câu hỏi rằng hành vi như nhau sao mỗi bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ vậy. Hội đồng xét xử giải thích tất nhiên nhận tiền đều là lợi ích vật chất, nhưng do bị cáo nhận 5,2 triệu đô la khác với người nhận 100 triệu đồng. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cục trưởng đoàn thanh tra ngân hàng SCB trước tòa. Trên mạng xã hội, đa số các ý kiến cho rằng lập luận hội đồng xét xử là hoàn toàn thiếu thuyết phục. Vì đã tham nhũng, tức là ăn cắp tiền bạc, thì một xu cũng là phạm tội, không được phép tha bổng. Tuy nhiên, việc hội đồng xét xử có ý kiến như vừa kể trên, theo giới phân tích, hoàn toàn phù hợp với chủ trương nhân văn của ông Tổng Trọng. Với ông Trọng cho rằng, cán bộ nào đã có sai phạm, rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền, thì mình miễn xử hoặc xử nhẹ. Không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách trước hết tất cả mới là tốt. Chủ trương này đã được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Đảng nghị quyết hóa theo yêu cầu của ông Tổng Bí thư, thể hiện rõ ràng tại thông báo số 20 BBT-TV vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị. Và đó cũng là lý do vì sao Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên vào ngày 22 tháng 11 năm 2023 đã khẳng định nhận hối lộ trong vụ Vạn Thịnh Phát nhưng không vụ lợi sẽ được miễn trách nhiệm hình sự. Những điều vừa kể trên khiến công luận hết sức bất bình và đặt câu hỏi. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại đưa ra một chủ trương được cho là hết sức quái đản như vậy? Theo kết luận điều tra của C03 Bộ Công an, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước đã nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu đô la. Tức là tương đương với 118 tỷ đồng. Đổi lại, bà Nhàn đã bao che, bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
một phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Diễn biến tại phiên tòa có nhiều biểu hiện cho thấy tòa sẽ tha bổng cho 17 trên tổng số 18 bị cáo là thành viên của đoàn thanh tra. Việc các bị cáo này đều đã nhận hối lộ của ngân hàng SCB nhưng không bị xử lý hình sự mà chỉ bị đề nghị xử lý về mặt đảng và chính quyền là điều mà công luận cũng như bị cáo Đỗ Thị Nhàn không thể chấp nhận được. Công luận thấy rằng vì sao cả một bầy sâu trong hệ thống quản lý giám sát ngân hàng, từ những người đứng đầu ngân hàng nhà nước đến các thành viên đoàn thanh tra đều không bị xử lý hình sự. Việc bị cáo Đỗ Thanh Nhàn đặt câu hỏi trước tòa, hành vi như nhau sao mỗi bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ, thì tòa và những người liên quan cần phải coi chừng. Rất có thể vì uất ức bà Nhàn sẽ nổi điên và tung hê hết khai ra số tiền 5,2 triệu đô la mà bà nhận đã đưa cho những sếp cấp cao nào trong hệ thống ngân hàng của nhà nước và chính phủ. Chúng ta hãy cùng chờ xem quả bom nổ chậm mang tên Đỗ Thị Nhàn có phát nổ vào những ngày tới hay không. Biết đâu lúc đó mới là sự khởi đầu của đại án mang tên Vạn Thịnh Phát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin ngày hôm nay. Vụ Vạn Thịnh Phát, liệu phút cuối bom nổ chậm Đỗ Thị Nhàn có phát nổ hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.